Rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, tòa án tại bang New York của Mỹ phạt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần 355 triệu đô la Mỹ trong vụ án dân sự và cấm ông này nắm quyền quản lý tại bất cứ tập đoàn nào ở bang New York trong vòng 3 năm. Trong phán quyết kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài 3 tháng tại Manhattan, thẩm phán Arthur Engoron cũng cấm cựu Tổng thống Trump và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép tại New York trong 3 năm. Ông Trump cho biết sẽ kháng cáo. Đây là cuộc săn phù thủy chống lại đối thủ chính trị của ông Joe Biden. Họ không quan tâm rằng chúng tôi để đóng thuế và tạo ra việc làm cho hàng chục ngàn người tại New York. Tôi sẽ kháng cáo và sẽ thành công. Dự kiện do Tổ chứng lý bang New York Letitia James đứng tên, cáo buộc ông Trump và các doanh nghiệp gia đình của ông phóng đại giá trị tài sản ròng của ông lên tới 3,6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm trong suốt một thập kỷ, để các ngân hàng chấp nhận cho ông các khoản vay với điều kiện ưu đãi hơn. Hai con trai của ông Trump là Eric và Donald Trump Jr. cũng bị buộc phải nộp phạt hơn 4 triệu đô la Mỹ mỗi người.